English 7, Unit 9, Festivals Around the World. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài số 9, tiếng Anh 7, các lễ hội trên thế giới. Trong bài này có hai điểm ngữ pháp chính chúng ta sẽ học. Phần thứ nhất, cụm trạng từ adverbial phrase. Phần thứ hai, ôn tập về các từ để hỏi, bắt đầu bằng H word. RWH word. Phần thứ nhất, cụm trạng từ adverbial phrase. Một cụm trạng từ trong tiếng Anh cho biết thông tin về thời gian, địa điểm, cách thức của một hành động. Nó được kết hợp với danh từ, giới từ hoặc nguyên thể và còn có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi khác nhau. Chúng ta sẽ đi đến từng trường hợp cụ thể và ví dụ. Thứ nhất là các cụm trạng từ chỉ thời gian. Ví dụ như The Festival of the Sun is held on June 24th. Phần trạng từ được gạch chân trong câu ví dụ này là on June 24th. Nó chỉ ra cái thời gian tổ chức lễ hội. Để hỏi về thời gian, chúng ta dùng từ để hỏi là when, khi nào. Loại trạng từ thứ hai là các trạng từ chỉ địa điểm, nơi chốn, place. Trong câu ví dụ, The festival is celebrated in Peru. Phần trạng từ được gạch chân ở đây là in Peru. Nó chỉ nơi chốn diễn ra của lễ hội. Vậy để hỏi về địa điểm nơi chốn này, chúng ta sẽ dùng từ để hỏi là where, ở đâu. Loại trạng từ tiếp theo là trạng từ chỉ mức độ thường xuyên, frequencies. Ví dụ, The festival takes place every year. Lễ hội diễn ra hàng năm. Phần trạng từ được gạch chân trong câu ví dụ này là every year, hàng năm. Và để hỏi về cái mức độ thường xuyên của một hành động hay việc làm, chúng ta sẽ dùng cái từ để hỏi là how often, bao lâu hay thường xuyên như thế nào. Tiếp theo là trạng từ chỉ lý do, nguyên nhân. Ví dụ như a lot of people go to Cusco, Peru to attend the festival. Nhiều người đến Cusco, Peru để tham gia lễ hội. Phần gạch chân ở đây là to attend the festival. Trạng từ cụm trạng từ này chỉ lý do, nguyên nhân tại sao nhiều người đi đến cái Cusco, Peru. Và để đặt câu hỏi cho cái lý do, nguyên nhân này, chúng ta sẽ dùng từ để hỏi là why. Tiếp theo là cụm trạng từ chỉ cách thức, phương thức, adverb of manner. Ví dụ, people celebrated in a special way. Mọi người ăn mừng lễ hội một cách đặc biệt. Cụm trạng từ ở đây in a special way trả lời cho câu hỏi là cái cách thức người ta ăn mừng lễ hội như thế nào. Và câu hỏi này bắt đầu bằng từ để hỏi là how. Tương tự, chúng ta có câu ví dụ people celebrated with street fairs and live music. Thì phần được gạch chân ở đây là with street fairs and live music. Cũng chỉ ra cái cách thức, phương thức mà con người tổ chức ra cái lễ hội này. Vậy vừa rồi là những cái ví dụ để cho các bạn hiểu rõ về cụm trạng từ được dùng để cho biết thêm thông tin về thời gian như thế nào, từ để hỏi như thế nào, về địa điểm, từ để hỏi như thế nào, về cách thức, phương thức của một hành động hay việc làm. Tiếp theo chúng ta sang một ngữ pháp thứ hai, ôn tập về từ để hỏi, bắt đầu bằng H or WH word. Các câu hỏi với từ để hỏi cho phép người nói tìm thêm thông tin về chủ đề mình quan tâm. Vậy các từ để hỏi mà các bạn thường sử dụng lâu nay đó là những từ nào? Ví dụ, how far, how often, how can, how do. Đó là những cái từ để hỏi bắt đầu bằng chữ H, okay? H.
WH word, những từ để hỏi mà bắt đầu bằng WH, chúng ta có là where, when, why, who, which, what. Ok. Vậy các từ để hỏi theo thông tin muốn tìm được liệt kê như sau. Bây giờ sẽ đi lần lượt cụ thể những cái từ mà mình đã thường gặp. Chúng ta sẽ ôn lại ha. Đầu tiên là when, nghĩa là khi nào. Hỏi thông tin về thời gian. For example, when will you back to school? I think next month. Khi nào bạn quay trở lại trường học? Tôi nghĩ là tháng tới. Câu trả lời sẽ đưa thẳng ra cái thời gian. Và để hỏi về thời gian, chúng ta sẽ dùng từ để hỏi when. Where, ở đâu? Đây là từ để hỏi về nơi chốn, địa điểm. For example, where does your father work? He works in Bình Dương. Trong câu ví dụ này, các bạn thấy cái phần gạch chân là in Bình Dương. Đây là chỉ về nơi làm việc của người cha. Khi chúng ta hỏi thông tin là bố của bạn làm việc ở đâu, thì để hỏi thông tin về cái nơi, nơi chốn, chúng ta sẽ dùng từ để hỏi where. Tiếp theo chúng ta có từ để hỏi who, ai. Hỏi thông tin về người, người nào. For example, who is teaching English in your class? Miss Tâm. Ai là người đang dạy tiếng Anh trong lớp của bạn vậy? À, cô Tâm. Trong câu này, hỏi về người và muốn biết được cái người đó là ai, thông tin về người đó, thì chúng ta sẽ dùng từ để hỏi là who. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu từ để hỏi về lý do, nguyên nhân. For example, why did you come home last night? Because my car was broken. Chúng ta muốn tìm hiểu lý do tại sao là bạn về nhà trễ vào đêm qua. Thì để hỏi, đặt câu hỏi cho cái câu trả lời bắt đầu bằng because, chúng ta thường dùng từ để hỏi là why. Để hỏi về cách thức, phương thức, người ta thường dùng từ để hỏi là how. For example, how does your sister go to school? By bike. Chị gái của bạn đến trường bằng cách nào ạ? Bằng phương tiện nào vậy? Bằng xe đạp. Thì từ để hỏi về cách thức, phương thức lúc này sẽ dùng là how. Tiếp theo, để hỏi về đồ vật, về ý kiến hay hành động, làm gì, cái gì, chúng ta thường vừa sử dụng từ để hỏi là what. For example, what animal is it? It's a turkey. Con vật này là gì vậy? Đó là một con gà Tây. Or, what did you do yesterday? Bạn đã làm gì vào ngày hôm qua? I watched TV. To xem TV. Tiếp theo, hỏi thông tin về sự lựa chọn. Cái nào? Giữa sự lựa chọn cái này với cái kia, chúng ta sẽ dùng từ để hỏi là which or which one. For example, which class are you in? 7A1 or 7A11? I'm in class 7A1. Từ để hỏi về thông tin có sự lựa chọn, chúng ta sẽ dùng là which. Tiếp theo, hỏi thông tin về sở hữu của ai, của người nào, chúng ta thường sử dụng từ để hỏi là whose, sau nó sẽ cộng với một danh từ. Nếu sau whose là danh từ số ít, thì to be sẽ được chia ở dạng số ít, là to be is. Và mẫu thứ hai đối với danh từ số nhiều, thì sau whose đi với danh từ số nhiều, to be sẽ là are. For example, whose book is it? Cuốn sách này của ai? It's mine. Nó là của tôi. Whose shoes are these? They are Tom's.
Những chiếc giày này của ai? À, chúng là của Tom đó. Vậy danh từ đằng sau whose, đó có hai danh từ. Danh từ số ít là book và danh từ số nhiều ở đây là shoes. Các bạn hãy xem kỹ cấu trúc và cách sử dụng, sự hòa hợp trong mỗi câu. Tiếp theo là những từ để hỏi chúng ta đã học ở học kỳ 1, gồm có how much, how many, đều mang nghĩa là bao nhiêu. Nhưng how much hỏi về giá cả, về lượng và danh từ sau nó là không đếm được. Còn how many cũng mang nghĩa là bao nhiêu và thường dùng để hỏi về số lượng, nhưng mà danh từ ở sau how many thì lại đếm được. For example, how much is this dress? It's 200,000. Cái váy này bao nhiêu tiền? À, nó có giá 200.000 đồng. Or how many students are there in this class? Có bao nhiêu học sinh trong lớp học này? 45 students. Có 45 học sinh. Vậy chúng ta hãy chú ý để phân biệt được khi nào sử dụng how much và khi nào sử dụng how many. Tiếp theo, để hỏi về thời gian, mất bao lâu để làm việc gì đó, thì chúng ta thường sử dụng là how long. For example, how long have you stayed in Vietnam, John? About 6 months. Bạn đã ở Việt Nam bao lâu rồi, John? Khoảng 6 tháng. Lúc này hãy hỏi về thời gian người ta ở dài bao lâu rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng là how long. Tiếp theo, hỏi về mức độ thường xuyên, chúng ta sử dụng how often. For example, how often do you go fishing? Once a week. Bạn đi câu cá thường xuyên như thế nào? Một lần một tuần. Và để hỏi về khoảng cách bao xa, chúng ta sẽ sử dụng từ để hỏi là how far. For example, how far is it from your house to your school? It's about 5 kilometers. Khoảng cách từ nhà của bạn đến trường của bạn là bao xa? Nó thì khoảng 5 km. Một loại từ để hỏi tiếp theo, hỏi về kiểu loại hay là thông tin chi tiết, loại nào, kiểu gì, chúng ta thường sử dụng là what kind of. What kind of. For example, what kind of music do you like? Loại nhạc nào mà bạn thích? I like pop music. Tôi thích nhạc pop, pop music. Chúng ta vừa tìm hiểu xong hai phần ngữ pháp quan trọng trong bài học số 9. Các bạn hãy đọc lại một lần nữa nội dung bài học ngày hôm nay để hiểu rõ hơn và để làm bài tập thực hành được tốt hơn. Chúc các bạn thành công. Unit 10, Sources of Energy. Bài số 10, Nguồn năng lượng. Ở bài này chúng ta có hai điểm ngữ pháp chính. Đó, thứ nhất là thì tương lai tiếp diễn. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc và cách sử dụng của thì này. Điểm ngữ pháp thứ hai, thể bị động ở thì tương lai đơn. Thì trong mục thứ hai này chúng ta sẽ ôn lại cấu trúc chính của thể bị động và đi tìm hiểu kỹ về cấu trúc bị động của thì tương lai đơn. Okay, let's start. Phần thứ nhất, thì tương lai tiếp diễn, the future continuous. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc. Ở thể khẳng định, chủ từ cộng will cộng be và cộng một động từ thêm in. Chúng ta xét vào ví dụ cụ thể. She will be cooking dinner when you arrive. Cô ấy sẽ nấu bữa ăn tối khi bạn đến. Will be cooking. Tiếp theo ở thể phủ định, chủ từ cộng với won't. Won't là hình thức viết tắt của will not, cộng be cộng với một động từ thêm in. Ví dụ, they won't be living in Paris next year.
họ sẽ không sống ở Paris vào năm tới. Ở thể nghi vấn, động từ khiếm khuyết will đảo lên đứng đầu câu, cộng chủ từ, cộng be và cộng với động từ thêm in. For example, will you be doing the test next week? Bạn sẽ làm bài kiểm tra vào tuần tới chứ? Will you be doing? Phần thứ hai, chúng ta tìm hiểu về cách sử dụng của thì tương lai tiếp diễn. Đầu tiên, thì tương lai tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra vào một thời điểm nhất định trong tương lai. Ví dụ, this time tomorrow, I will be sitting on the train for Hanoi. Vào giờ này ngày mai, tôi đang trên tàu đến Hà Nội. Tức là, hành động đi đến Hà Nội, đi ra Hà Nội đó, đã được xếp lịch sẵn, được mua vé sẵn và định thời gian, đúng thời gian này vào ngày mai. Thì gọi là một cái hành động nhất định sẽ xảy ra tại một thời điểm trong tương lai. Hoặc là he will be staying with his parents tomorrow morning. Anh ấy sẽ ở với bố mẹ anh ấy vào sáng mai. Cách sử dụng thứ hai, thì tương lai tiếp diễn kết hợp với thì hiện tại tiếp diễn để diễn đạt hai hành động đang song song xảy ra. Một hành động ở hiện tại và một ở tương lai. Ví dụ, now we are learning English here, but by this time tomorrow, we will be attending the meeting at the office. Bây giờ, chúng tôi đang học tiếng Anh ở đây, nhưng vào khoảng thời gian này ngày mai, chúng tôi sẽ tham dự một cuộc họp tại văn phòng. Các bạn chú ý đến những cái trạng từ chỉ thời gian now and by this time tomorrow. Hành động đang diễn ra dùng thì hiện tại tiếp diễn, chúng ta có trạng từ now là từ báo dạng cho thì này, by this time tomorrow báo dạng cho thì tương lai tiếp diễn. Tiếp theo, thì tương lai tiếp diễn còn được dùng để đề cập đến các sự kiện trong tương lai đã được xác định hoặc quyết định, không mang ý nghĩa tiếp diễn. Ví dụ, Professor John will be giving another lecture on Roman glass making at the same time next week. Giáo sư John sẽ có một bài diễn thuyết về việc làm kính của người La Mã vào cùng thời gian này tuần tới. Tức là một cái sự kiện trong tương lai ở tuần tới, ông giáo sư John sẽ trình bày một bài diễn thuyết. Cái việc này đã được lên kế hoạch, đã được định sẵn ngày giờ và địa điểm. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng thì tương lai tiếp diễn để diễn đạt ý này. Thì tương lai tiếp diễn còn được sử dụng để diễn tả những sự kiện được mong đợi là sẽ xảy ra theo một tiến trình thường lệ. Ví dụ, you will be hearing from my solicitor. Hoặc là I will be seeing you one of these days as expect. Tôi mong sẽ được gặp bạn trong một ngày gần đây. Thì lúc này chúng ta có cái từ mong đợi là expect. Nó dễ cho chúng ta nhận biết được cái cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn trong trường hợp này. Tiếp theo, thì tương lai tiếp diễn còn dùng để dự đoán cho tương lai. Ví dụ, don't phone now, they will be having dinner. Đừng gọi điện lúc này, họ đang ăn tối. Ngoài ra, người ta dùng thì tương lai tiếp diễn để diễn đạt lời đề nghị nhã nhặn, muốn biết về kế hoạch của người khác. Ví dụ, will you be staying here this evening? Ông có dự định ở lại đây tối nay chứ ạ? Đây là một cách hỏi nhã nhặn để mà biết về cái kế hoạch của người ta là có ở lại đây tối nay hay không. Vậy về cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn có 6 trường hợp thường sử dụng nó để biểu đạt. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc và cách sử dụng của thì tương lai tiếp diễn. Chúng ta đi sang điểm ngữ pháp thứ hai, thể bị động ở thì tương lai đơn.
Trước khi chúng ta đến với thể bị động, chúng ta sẽ ôn lại thì tương lai đơn là gì, cấu trúc như thế nào và cách dùng của nó ra sao. Với cấu trúc khẳng định, phủ định, nghi vấn được thể hiện rõ, các bạn nhớ một điều rằng là sau động từ will, tức là động từ khiếm khuyết, thì động từ theo sau nó luôn là ở dạng nguyên mẫu V1. Will not, viết tắt của nó là won't. Khi các bạn dùng câu nghi vấn thì nhớ đảo động từ khiếm khuyết will lên đầu câu. Về cách sử dụng của thì tương lai đơn, thì tương lai đơn dùng để diễn tả những cái hành động, việc làm sẽ xảy ra trong tương lai. Ví dụ như we will go back to school next month. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại cấu trúc chung của câu bị động. Mời các bạn nhìn vào cấu trúc. Chúng ta có mục act là viết tắt của active, nghĩa là chủ động. And past is mean passive, nghĩa là bị động. Bây giờ ở cấu trúc câu chủ động, chúng ta có chủ từ cộng động từ cộng với tân ngữ, tức là túc từ trong câu đó. Có thời gian và nơi chốn thì tùy vào đề nha. Và khi chúng ta đổi từ câu chủ động sang câu bị động, cách chuyển đổi như sau. Các bạn nhìn kỹ, tân ngữ của câu chủ động sẽ được đẩy lên làm chủ từ trong câu bị động. Sau chủ từ cộng với to be. Vậy thì chia to be này như thế nào? Các bạn tùy vào thì của câu đề, tức là tùy vào thì của câu chủ động, để các bạn chia to be cho phù hợp. Nếu ở hiện tại thì to be sẽ là EMR. Nếu là quá khứ, to be sẽ là was or were. Và thì hiện tại hoàn thành, to be lúc này đứng sau hai trợ động từ have, has. Và to be sẽ về V3 của nó là been. Thì các bạn chú ý ha. Sau to be sẽ cộng với động từ ở cột thứ 3 trong bảng động từ bất quy tắc. Hoặc là nếu động từ có quy tắc thì chúng ta sẽ thêm ed vào. Vị trí của thời gian và nơi chốn lúc này biến đổi. Nếu câu đề thời gian và nơi chốn đứng ở vị trí nào cũng được, tùy thuộc vào cái đề, thì bây giờ trong câu bị động nó có vị trí chính xác và quy định, chúng ta không được đặt lung tung. Đứng sau động từ V3ED đó là nơi chốn. Sau nơi chốn chúng ta cộng với by object, tức là lúc này sau by cộng với tân ngữ. Tân ngữ này lấy ở đâu ra? Lấy từ chủ từ của câu chủ động, tức là các bạn sẽ đổi chủ từ ở câu chủ động về thành tân ngữ. Và cuối cùng là thời gian. Thời gian đặt ở cuối câu. Chúng ta cùng xét ví dụ. I water the flowers in the garden every day. Trong câu ví dụ này, nó là câu chủ động, chủ từ là I, động từ lúc này water, và nó đang ở dạng nguyên mẫu. Vậy chúng ta biết câu này đang ở thì nào? Dùng V1, tức là thì hiện tại đơn. Tân ngữ lúc này là the flowers, những bông hoa. Nơi chốn in the garden, trong ở khu vườn. Every day, thời gian mỗi ngày. Every day cũng là từ báo dạng của thì hiện tại đơn. Vậy chúng ta hãy xem câu bị động được chuyển đổi như sau. Tân ngữ lên đầu làm chủ từ. Tân ngữ của câu là the flowers lên đầu làm chủ từ của câu bị động. To be. Vì trong đề dùng động từ water V1 nên chúng ta sử dụng to be ở thì hiện tại đơn gồm có EMR. Bây giờ chủ từ flowers, danh từ số nhiều ở đây, nên to be chúng ta phải sử dụng là to be are. Tiếp theo, động từ V1 water. Khi đổi sang bị động về V3 hoặc ED, water, động từ tưới nước là động từ có quy tắc, nên chúng ta sẽ thêm ED vào. Water. Sau V3 ED là nơi chốn,
Nơi chốn trong câu đề in the garden chúng ta xếp vào sau. Tiếp theo, by cộng tân ngữ. Chủ từ trong câu chủ động là ai? Trong câu đề chủ từ là ai? Về tân ngữ của ai là me thì lúc này chúng ta được by me chứ không phải by ai nữa. Các bạn chú ý. Và cuối cùng chúng ta đặt thời gian vào every day. Vậy chúng ta được câu bị động. The flowers are watered in the garden by me every day. Tại sao tôi lại đặt by me ở trong ngoặc đơn? Nó sẽ nằm ở một lưu ý ở cuối bài dành cho các bạn. Bây giờ chúng ta sang thể bị động của thì tương lai đơn. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cấu trúc, cách chia câu bị động như thế nào. Thứ nhất là thể khẳng định. Một điểm chung mà các bạn có thể nhận thấy trong cấu trúc câu bị động ở thì tương lai đơn đó là to be, luôn chia là be, nguyên mẫu. Vậy thì với cấu trúc ở thể khẳng định, phủ định và nghi vấn, các bạn hãy sử dụng những cái dấu mũi tên để phân tích dựa theo cấu trúc chung câu bị động mà cô đã phân tích ở slide bên trên để làm rõ cấu trúc câu cho chính mình. Bây giờ chúng ta sẽ xét từng ví dụ. Ví dụ thứ nhất, thể khẳng định. She will cook the dinner when you arrive. Cô ấy sẽ nấu bữa tối khi bạn đến. Bây giờ đổi sang câu bị động. Chúng ta tân ngữ là the dinner được đẩy lên đầu. The dinner will be cooked by her when you arrive. Tiếp theo, thể phủ định. Chúng ta có ví dụ. I won't finish the homework tomorrow. Trong câu này tân ngữ là the homework được đặt lên làm chủ từ trong câu bị động. Chúng ta viết lại the homework won't be finished by me tomorrow. Thể nghi vấn. Chúng ta xét ví dụ. Will you clean your room next Sunday? Lúc này chúng ta có tân ngữ trong câu chủ động là your room và chúng ta đẩy lên làm chủ từ trong câu bị động. Chúng ta được câu bị động như sau. Will your room be clean next Sunday? Các bạn hãy thử nhìn vào đề, đề của câu ví dụ. Sau đó hãy nhìn vào cấu trúc chuyển đổi và tự mình viết ra, tự mình phân tích ra xem đáp án có giống như đáp án mà cô đã cho luôn trong cái bài học này không. Chúng ta sang mục thứ hai, mục lưu ý. Đây là một mục quan trọng. Các bạn chú ý vào. Đầu tiên, lưu ý thứ nhất, thể bị động được dùng trong trường hợp chủ ngữ của câu không quan trọng, tức là không nhấn mạnh vào chủ thể thực hiện hành động. Ví dụ, solar panel will be put on the roof. Tấm năng lượng mặt trời sẽ được đặt trên nóc nhà. Thì trong câu này người ta không nhấn mạnh chủ thể thực hiện hành động, tức là không biết ai đặt. Không cần biết ai đặt. Chúng ta chỉ cần đến cái ý chính của câu, đó là những cái tấm năng lượng mặt trời này sẽ được đặt lên trên nóc nhà để mà tiết kiệm năng lượng thôi. Cái lưu ý thứ hai, khi chủ từ trong câu bị động là tên riêng, ví dụ như là Nam, Nga, John, Peter, hoặc là các danh từ riêng, ví dụ my teacher, your boss, the cat, the dog, thì lúc này khi viết lại với câu bị động, chúng ta không được lược bỏ phần by cộng với tân ngữ. Ví dụ, Mr. Bảo will teach a new song next week. Chúng ta viết lại câu bị động như sau. A new song will be taught by Mr. Bảo next week. Lúc này chủ từ trong câu chủ động là tên riêng, thầy Bảo. Và khi viết lại câu bị động, chúng ta phải luôn giữ phần by Mr. Bảo, không được lược bỏ. Phần lưu ý thứ ba, chúng ta được lược bỏ by cộng tân ngữ. Khi nào? Khi chủ từ trong câu chủ động là các đại từ nhân xưng, I, you, we, they, he, she, it, hoặc các đại từ bất định, somebody, anybody, someone, anyone, everybody, everyone.
Khi đổi sang câu bị động, các bạn có thể lược bỏ phần by cộng tên ngữ. Tức là các bạn sẽ bỏ by me, by them, by him, by someone, by anyone. Ví dụ, they will grow trees in this park next year. Câu bị động chúng ta viết lại như sau. The trees will be grown in this park next year. Lúc này chúng ta đã bỏ by them. Chủ từ của câu chủ động là they. Đổi sang câu bị động, chúng ta có by tân ngữ là by them. Và lúc này by them bỏ được. Các bạn chú ý thuộc cái phần lưu ý này khi chúng ta làm bài, để khỏi bị nhầm lẫn và không có mắc lỗi sai. Trên đây là bài giảng bài số 10 ở phần tiếng Anh 7 mà cô đã trình bày cho các bạn nghe. Việc của các bạn sau bài này, chúng ta sẽ thuộc cấu trúc thì tương lai tiếp diễn và cách dùng. Thứ hai, ôn tập lại cấu trúc chung của câu bị động. Những thì nào chúng ta đã học về câu bị động? Có bao nhiêu thì? Cấu trúc câu bị động của các thì đó chúng ta đã học như thế nào? Chúng ta phải liệt kê ra tập để ôn lại, tự đặt mỗi câu bị động một ví dụ. Các bạn nhớ khi đặt ví dụ này, chúng ta sẽ ghi câu chủ động ra, sau đó chúng ta đổi từ câu chủ động đó sang câu bị động cho cô. Chúc các bạn thành công. Phần cuối cùng hôm nay đó là phần practice. Sau khi các bạn đã học xong bài số 9 và bài số 10, những điểm ngữ pháp quan trọng, bây giờ chúng ta sẽ luyện tập với 3 bài tập dưới đây. Bài tập thứ nhất, chúng ta sẽ luyện phần đặt câu hỏi cho phần được gạch chân. Các bạn sẽ dựa vào các từ để hỏi đã được học. Bài tập số 2 là viết lại dạng đúng của động từ ở trong ngoặc. Thì các bạn hãy chú ý vào thì của câu để làm bài tập này. Bài tập số 3 đó là chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động. Những câu trong bài tập này chủ yếu là của thì tương lai đơn mà chúng ta vừa mới học xong. Các bạn hãy xem lại cấu trúc cho thật kỹ để có thể hoàn thành bài tập một cách dễ dàng. Đừng quên làm bài tập ra vở, sau đó chụp lại đáp án của mình và gửi vào nhóm lớp cho giáo viên bộ môn chấm bài. Các bạn ghi nhớ nhiệm vụ của mình nha. Chúc các bạn thành công.